Nhân ngày chiến sĩ trận vong, Tổng thống Barack Obama tới viếng nghĩa trang quốc gia Arlington để tưởng nhớ những người đã hy sinh mạng sống của mình trong khi phục vụ trong quân đội Mỹ. Theo đó, Tổng thống Mỹ Obama đã chủ trì lễ tưởng niệm tại nghĩa trang quốc gia Arlington. Đồng thời, ông đã đặt vòng hoa lên các ngôi mộ của các chiến sĩ vô danh tại nghĩa trang và vinh danh những người đã qua đời. Ông khẳng định người dân Mỹ không bao giờ có thể trả nợ hết những người đã hy sinh. Đây là lễ chiến sĩ trận vong đầu tiên trong vòng 14 năm được tổ chức mà không có binh sĩ Mỹ nào tham gia vào một cuộc chiến lớn trên bộ. Theo Reuters, có khoảng 6.000 người đã tham dự buổi lễ tưởng niệm này.